Chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim nhé. Đặc biệt là các bác làm thợ đánh chim vẫy vằn ạ. Thời điểm này ngoài miền Bắc thì bắt đầu con vẫy vằn nó di cư về rồi. Thì trong nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái mẫu lưới úp chiều dài 9m, chiều cao là 2m4. Thì đối với bác nào mà đang nhu cầu sử dụng với cái mẫu lưới úp này thì có thể là tham khảo đặt hàng nhé. Em để số điện thoại góc màn hình video. Còn khổ lưới này thì nó có biên đôi và không biên đôi nhé các bác nhá. Đấy, các bác nào nhanh tay thì chúng ta sẽ đặt được những cái tay lưới biên đôi. Còn các bác nào mà chậm hơn một chút thì chúng ta vẫn chơi loại thường. Đấy, cũng không sao cả các bác, bởi vì đây là cái dù Nhật siêu bền rồi. Đấy, nhưng mà được cái biên đôi thì nó sẽ ok hơn. Đối với về cái lưới này thì để báo kích thước cụ thể cho các bác nhé. Đấy, chiều cao của nó thì là 70 mắt nhân với cả 8 phân các bác, 7856. Đấy, cao 5m6. Đấy là chưa vào chưa thu lại. Thì thu lại thì em sẽ chốt cho các bác là 2m4, rất là nhiều thịt. Còn chiều dài của nó ấy, chiều dài của lưới này này, chiều dài thì em làm cho các bác là 175 mắt. Đấy, thì chốt cho các bác là 9m. Đấy thì anh em mua hàng kiểm tra đến mắt trực tiếp. Đấy, còn lưới thì cũng được các bác trên cả nước ủng hộ rất là nhiều. Đấy, đợt này em lại làm thêm một cái lô lưới dài 9m. Đấy, hàng này thì sợi của nó là sợi 4 anh em này. Còn mắt của nó là mắt vuông 4 phân, kéo chéo là 8 phân nhé. Đấy, gọi là lưới then 4. Đấy, mắt 8. Đấy, then 4, sợi 4, mắt 8. Đấy, hàng này thì chạy toàn bộ dây diềm bằng dây dù chống giãn hết rồi. Đây thì các bác thấy thực tế dây dù đây. Dây dù chống giãn thì nhà em làm cho các bác này khá là đẹp. Đấy, dây vừa tầm. Đấy, dây trên, dây dưới thì chốt hết, diềm dù, diềm ngang. Đấy, đấy là một bộ của nó thì sẽ bao gồm là hai cánh này. Thì lưới này thì các bác mua về sử dụng là sẽ đánh được chim ngói này, chim vẫy vằn này, chim cu gáy này. Đấy thì ba cái loại đó thì các bác sử dụng đánh được. Còn anh em mua về úp sáo, úp cò. Đấy, cũng ok. Đấy, nó có một cái khổ nữa là khổ 8m nhé. Đấy, nhưng mà em giới thiệu cho các bác là khổ 9m. Đấy thì nhà em bán là hai khổ đó. Đấy, còn thời điểm mùa di cư thì sẽ làm những cái tay 10m chẳng hạn đấy. Nhưng mà 10m thì ít anh em sử dụng lắm bởi vì nó dài. Đấy, lựa ruộng rất là khó. Còn đây là biên đôi này anh em này. Biên đôi thì nó chỉ chạy một đầu thôi. Đấy, lưới biên đôi đi. Đấy, còn sợi này là sợi 4 chuẩn nha anh em nhé. Sợi rất là tàng hình. Để đánh con chim vẫy thì cần độ tàng hình cao anh em. Đấy, biên đôi thì đây để em sẽ nhặt một cái đầu biên đôi nhé. Đây biên đôi này. Biên đôi thì nó sẽ chạy là hai đường nhé các bác nhé. Như là lưới đan ấy. Đấy, gọi là chạy hai đường. Thì anh em có thể là mắc để bên dưới hoặc để bên trên xào dây giật đấy được. Đấy, nó chỉ biên đôi một chiều ngang anh em nhé. Bởi vì đây là cái mẫu lưới cắt. Lưới đan thì nó sẽ là biên đôi tất cả. Nhưng mà đây là lưới cắt thì nó chỉ có một biên đôi một đầu thôi. Nhưng mà kiếm như thế là cũng khá là ok rồi anh em. Và giá tiền của nó hợp lý để phục vụ cho các bác. Đấy, còn màu thì nhuộm màu lâu đất kiểu như thế này. Thì độ tàng hình nó cao. Anh em đánh ở những cái ruộng gạ gặt rồi thì nó yên tâm các bạn. Đấy, còn số lượng lưới thì số lượng thì em chỉ làm đợt này là vài chục bộ thôi. Để phục vụ các bác thợ đánh chim vẫy. Đấy, bác nào mà đang chơi lưới sợi to quá hoặc là lưới nó kém chất lượng rồi ấy, thì anh em có thể tham khảo đặt hàng mua cho mình cái tay lưới mới như này nhé. Ok, chào các bác ạ.